Dạ em nhân chào cô chú anh chị. Hôm nay là 6 tây tháng 5 2024 thì chiếc Cola Cross đã về tới lại đến bên em nha cô chú anh chị. Đó, xe mới về thì đang mấy anh em kỹ thuật đang kiểm tra. Thì xe mới nào cũng vậy cô chú anh chị, không phải là dòng Cola Cross không, thì về tới đại lý bên em thì sẽ có khâu kiểm tra lại xiết lực bánh này kia kiểm tra ok hết thì mới là nhập kho để đưa tới tay khách hàng nha cô chú anh chị. Đó, đầu tiên thì anh chị mình quan sát cái đầu xe nè. Bữa giờ không có hình ảnh thực tế, chỉ toàn lấy hình trên mạng thôi, và ngày hôm nay thì em nói đã về tới đại lý rồi. Cô chú anh chị mình đánh giá xe này cái mặt ga lăng thiết kế mới này đẹp hay xấu cô chú anh chị? Uổng quá đang mở cái nắp capo lên không có nhìn tổng thể được. Riêng em nhân nhỉ, cảm thấy là cái lỗ này nhìn giống đầu xe điện hay cô chú anh chị. Nhưng mà máy xăng nha, bản 1.8V cô chú anh chị. Thì 2024 này Cola Cross sẽ có hai phiên bản là 1.8V và 1.8 Hybrid. Giá 1.8V là 820 triệu nha cô chú anh chị. Còn Hybrid là 905 triệu. Đó thì sáng nay mới về hai chiếc 1.8V máy xăng thôi. Tí trưa nữa là về chiếc xăng lai điện thì em sẽ quay cho cô chú anh chị mình coi kỹ hơn nha. Đầu tiên nè, em sẽ quay cái đầu xe với lại cái đèn mới có cái đèn mới đẹp lắm. Em mở cái đèn lên cho cô chú anh chị mình coi. Thấy cũng hấp dẫn. Rồi, em mở lên cho cô chú anh chị mình coi nè. Đây anh chị, hệ thống đèn mới nhìn rất là đẹp ha. Ở trên này thì nó sẽ có những cái ô led nè, 1, 2, 3, 4 nè. Đó, đèn còn đèn chiếu gần chiếu xa là dưới này cũng có dạng led luôn ha. Cho ánh sáng trắng rất là đẹp anh chị. Máy thì vẫn là máy cũ anh chị, 1.8 ha. Máy không có thay đổi, khung gầm không thay đổi, chỉ thay đổi là ở hệ thống đèn. Rồi mặt ca lăng phía trước. Cái đèn chỗ này thì cũng có thiết kế lại anh chị ha. Có thanh mạng chrome, miếng nhựa, nhựa mũ mà bóng đen bóng, có cảm biến, có đèn gầm đầy đủ. Mâm thì em nhân nhìn thì hình như là không thay đổi so với mẫu cũ đâu, cũng y chang vậy thôi. Đó. Máy ha, này màu đỏ. Mẫu mới này thì có thay đổi màu bạc nhưng mà thay đổi một tí xíu thôi, vẫn còn màu đỏ nè. Rồi màu trắng ngọc trai nè, màu đen nè, màu xám xanh. Đó thì hôm nay về màu trắng với lại màu đỏ. Đây nội thất anh chị. Ghế thì sẽ có hai tông màu đen và đỏ. Tí bên nội thất đỏ thì em quay cho cô chú anh chị mình coi. Đó, đẹp không cô chú anh chị? Và đây, chi tiết đắt giá nhất là chỗ này. Đã có thanh tay điện tử và auto hold nha cô chú anh chị. Không có chê em nói là cỡ này mà chưa có phanh tay điện tử nữa thì 2024 đã có rồi nha. Sáng này thì cũng mới về thôi cho nên em cũng đang rất là tò mò xuống coi rất là nhiều. Thì em vừa coi vừa quay cho cô chú anh chị mình luôn. Thì những video lần sau sẽ chi tiết hơn nha. Hôm nay quay sơ cho anh chị mình. Và cô chú anh chị mình nếu mà đã có đặt cọc rồi chúng ta có thể tới đại lý để mình coi. Còn nếu mà chưa đặt cọc mà muốn mua chờ xe về để coi thì hãy tới ngay Toyota An Thành Fukushima chỗ em nhân để mình coi xe, cũng như là mình tiến hành thủ tục mình đặt luôn nha. Hiện nay thì cũng còn xe nhiều để giao cho cô chú anh chị mình á. Màu thì cũng khá là đầy đủ anh chị. Đó, hàng ghế thứ hai đẹp đã hơn cô chú anh chị. 830 triệu lăn bánh xong hết giấy tờ thì tầm khoảng 930. Đó, 1.8V ha, Cola Cross. Thì cái đích xe này hình như là không có thay đổi anh chị, không thay đổi. Đây, Cola Cross. Dạ anh cứ làm đi. Em quay tí à. Đó, các anh kỹ thuật đang kiểm tra cũng như là tháo những cái bộ phận, ví dụ như là cái này là cái để kéo xe á. Thì cái này là từ nhà máy về nó có gắn sẵn gì. Khi nào tìa tay lý thì sẽ tháo ra để vào cái chỗ bánh dự phòng, rồi đậy cái nắp nhựa lại anh chị ha. Màu đỏ, đỏ hay đỏ đẹp á anh chị, nhìn đảo quá. Cái đèn này hình như là cũng khác hay sao đó ta. Nhìn nó cái màu nó đục hơn so với cái lần trước anh chị, mẫu trước đẹp không cô chú anh chị. Nếu ai thích thì tới đây mình coi xe ngang cô chú anh chị, Toyota An Thành Fukushima. Còn anh chị cô chú nào xa quá chưa có lên coi được thì có video em nhân đỡ nha. Đây là chiếc màu trắng đó, anh em cũng đang kiểm tra tổng quát hết anh chị ha, xem có bị lỗi gì không. Cho nên là anh chị mình nhận xe tới tay là an tâm ha, đã kiểm tra đầy đủ hết rồi, máy móc kể cả màu sơn này kia rồi. Tí nữa quay kính trần cho cô chú anh chị mình coi. Đây màu trắng đây đó, nhìn giống xe điện quá. Vẫn có cam 360 anh chị ha, cam 360, gói an toàn Toyota Safety Sense, đây là cái radar sau cái logo này anh chị. Mặt ga lăng nè,
Không biết anh chị mình thấy đẹp không ta? Đó. Rồi quan trọng là cái này của chú anh chị, nội thất ha. Đây nội thất hồi xưa là nồi đất đỏ nhưng mà đỏ nó lợt. Còn ở này là đỏ đậm. Đó, màu đỏ này anh chị ha. Màu đỏ. Anh chị thích màu đỏ này không hay là mình vẫn thích cái đỏ cũ của chú anh chị? Nhưng mà giờ thì mẫu mới đã ra rồi thì chúng ta không thể nào chọn cái cũ được nha. Cũng buộc chúng ta phải chọn cái này. Đỏ này đỏ nó đậm hơn nha. Anh ơi, anh dùng dùng kéo cái rèm ra giùm em cái để em coi cái đó thì cái một hai đổi nữa ở trên Cola Cross 2024 này là không có cửa sổ trời anh chị, nhưng mà có kính trần toàn cảnh nha. Đó, đang mở ra cho cô chú anh chị mình coi nè. Đó, cái tấm kính nó trên trần như vậy. Anh chị mình muốn mở cái rèm ra để lấy ánh sáng thì mở, còn không muốn thì kéo lại nha. Có tấm rèm màu đen nó che lại thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nó sẽ không mở được, chúng ta chỉ có thể lấy ánh sáng thôi. Lấy ánh sáng tự nhiên thôi. Đó, kính trần toàn cảnh nha cô chú anh chị. Đây, ở trên này. Đó. Cola Cross. Chui này sẽ về cái bản hybrid, em sẽ quay cho cô chú anh chị mình coi. Thì hybrid nó cũng y chang này thôi, chỉ có thêm cái động cơ điện với lại cái cục pin để mà khi mà nó vận hành nó sẽ luân phiên giữa động cơ điện và động cơ xăng, giúp cho cô chú anh chị mình tiết kiệm nhiên liệu hơn và êm ái hơn thôi. Còn máy xăng thì nó chạy chỉ xăng thôi, là mức tiêu hao nhiên liệu nha anh chị. Đó. Thì nó cũng giống đời trước thôi. Đẹp không cô chú anh chị? Em nhìn thấy cũng ok chứ, giá cũng hợp lý á. 830 triệu lăn bánh ở Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 930. Ở tỉnh thì rẻ hơn. Đó. Đời mới nè. Không có còn cái phanh chân nữa nha, phanh tay điện tử rồi. Đó màn hình nè, màn hình này đẹp anh chị. Đó, màn hình này là màn hình to luôn á. Đó. Màn hình đa thông tin nè, còn màn hình trung tâm nè. Đó. Ok rồi. Xe vậy là quá ngon anh chị. Đó, anh chị nào muốn coi thêm thì tới chỗ em Nhân nha. Video này thì mục đích là thông báo cho cô chú anh chị mình biết là em Nhân đã về, đã có xe ở đại lý rồi, anh chị mình lên coi. Đó, bữa giờ cũng có anh chị nào cũng đặt cọc nhiều rồi đó mà cũng chưa biết xe làm sao, thì giờ mình lên coi ngay cô chú anh chị. Đó. Mặt đèn đẹp không cô chú anh chị? Nhìn ngầu quá. Đặc biệt là những cái ô OLED nè. Nó này chạy bằng đêm là chắc sang trọng đẳng cấp lắm ạ. Nhưng mà cái mặt thì thấy nó sao sao ta. Kiểu nó giống xe điện ha cô chú anh chị. Cola Cross. Màu trắng, màu đỏ. 800 viên trắng ngọc trai thì cao hơn 8 triệu nha cô chú anh chị. Cao hơn 8 triệu. Rồi. Đó, anh chị mình coi. Thích màu nào thì trưa nay về một số màu nữa em sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị mình coi nha. Coi kênh em Nhân nhớ đăng ký ủng hộ em Nhân nha cô chú anh chị. Chi tiết thì alo cho em Nhân biết. Em Nhân xin chào. Rồi hẹn lại cô chú anh chị mình.